Sao? Không khí căng thẳng thế? Bây giờ thích anh nghe đi. Tại sao khu chợ tạm của anh em chúng mình dạo này lộn xộn thế? Anh, để em ra đập chúng nó một trận. Ngồi xuống! Em quên phương châm sống của anh em chúng mình là gì rồi? Hoàng. Dạ. Anh từng dạy, khi chúng ta thu phí chợ của bà con thì cũng đồng nghĩa chúng ta phải bảo vệ bà con trong chợ. Đấy không chỉ là nghĩa khí của chúng ta mà còn là bảo vệ miếng cơm manh áo của anh em nữa. Anh ạ, chúng nó giờ này mất dạy và hay làm càn lắm, tìm đủ mọi cách để trốn phế. Tại sao như vậy? Mà đây không phải là những việc tốt mà anh em chúng mày đang làm à? Ô, anh nói vậy là ý gì ạ? Ý gì? Một ngày chúng mày thu hai lần tiền phế, ai chậm trễ thì mày tịch thu hàng hóa người ta. Láo tét người già. Thử hỏi, có những việc gì mà chúng mày không làm nữa không? Anh đừng nghe cho nó đồn nhảm. Đồn nhảm à? Vâng. Đây. Chúng mày xem đi. Đây là thư đầy đủ chữ ký của bà con trong chợ. Nói về việc đàn em của anh Giang thu một ngày hai lần tiền phí và còn bắt nạt người dân trong chợ nữa. Mày đừng mà vu khống Giang. Là tao bảo nó làm việc đấy đấy. Mày nói thế tức là mày nói anh mày vu khống cho mày đúng không? Anh em xin lỗi. Anh ạ, anh nghĩ chắc chắn có sự nhầm ở đây. Mày không cần phải nói điều gì nữa. Kể từ bây giờ, ta sẽ giao thằng Hoàng quản lý khu chợ tạm. Còn thằng Giang bé với hỗ trợ thằng Huy. Và ta không muốn nghe bất kỳ một điều gì về cách làm việc của mày ấy. Dạ vâng. Ơ anh, sao rẻ như thế được ạ? Vâng, bọn em sẽ nghe theo anh. Đi. Em đi ạ. Anh, tại sao anh Mạnh lại có thể đối xử với em như vậy được? Em là người có công lớn trong việc xây dựng lên chợ tạm. Mày có công gì? Thì ngay từ khi chợ tạm xây dựng lên, chính em là người nghĩ ra phương án thu phí chợ còn gì. Mà không hiểu tại sao thằng Hoàng nó cho anh Mạnh ăn bùa mê thuốc lú gì mà anh yêu ai nó đến vậy. Mày có được như nó không? Khi nào được như nó thì hãy nói. Nhưng em không phục. Ok, cho dù em kém cỏi, nhưng còn anh thì sao? Anh là người đóng góp lớn cho công ty, đã không được thăng chức, bây giờ lại còn xuống chung địa bàn với em. Mày không cần nói nữa. Tao ắt có dự tính của tao. Tao thật không ngờ ông Mạnh ông lại giao sổ chợ tạm cho thằng Hoàng. Tao thấy ông Mạnh với thằng Hoàng thân thiết nhau lắm. Vậy thì mình chờ mà đi. Việc này mày cứ để tao lo liệu. Ok. Cô em đừng nóng vội, anh sẽ gọi người yêu cô em đến ngay thôi.
Alo. Nếu như ấy, mày muốn con người yêu mày toàn thây, tốt nhất hãy mang sổ sách của trọ tạm đến đây cho tao. Mày mà động vào một sợi lông của ấy, tao giết chết mày. Thằng Hoàng đâu? Mày cứ bình tĩnh, thằng Hoàng nó vẫn chưa đến đâu. Nhưng tao có món quà này cho mày. Nghe lên em. Mày được lắm. Đại ca mày thật là vô phúc khi có một thằng đàn em như mày. Mày đến đúng giờ lắm. Chỉ cần mày giao tập hồ sơ cho tao, con người yêu sẽ trở được trở về bên mày. Còn không thì... Tao không ngờ chúng mày dùng cách bị ổi này để tranh giành địa bàn với bọn tao. Làm ăn mà, không dùng thủ đoạn làm sao giành phần thắng. Người yêu tao đâu? Hồ sơ đâu? Tao đếm từ 1 đến 3. Mày giao người, tao giao hồ sơ. Anh Mạnh, những gì em nói sau đây đều là sự thật. Thằng Hoàng nó không còn là Hoàng của ngày xưa nữa rồi. Nó phản bội anh em rồi. Mày nói sao? Anh không tin, anh ra bãi đất chống ngoại ô mà xem. Thằng Giang nó điện cho anh không được, nên nó gọi cho em để em báo anh. Đi. Không vấn đề. Một. Hai. Ba. Cái gì này? Mày chơi đẻo tao vào con chó này. Vừa nãy, mày vừa bảo dùng mọi thủ đoạn để thành công còn gì. Đánh chết nó cho tao. Thằng Chiến, ai là người gọi mày đây? Đàn em mày chưa ấy? Lao vào mày phải không? Anh, em xin lỗi anh, em không ý phản bội anh đâu. Ý của em chỉ muốn dạy cho Hoàng một bài học thôi. Xin lỗi anh, em làm hại anh rồi. Mày không phải nói nữa. Cũng chỉ vì anh có tính ích kỷ, đố kỵ. Mày không phải có đứa đúng sai. Một người tâm huyết như thằng Hoàng, làm sao nó có thể giao địa bàn cho đối phương được chứ? Anh sai rồi. Anh ấy để em phải chịu mức rồi. Chúng mày, đi về. Anh Mạnh, em không hiểu sao anh lại làm vậy. Chỉ còn vài ngày nữa là em về quê mất rồi. Cũng không biết là bao giờ mới được gặp lại anh em, mà anh lại giao khu trọ tạm cho em. Hơn nữa, trong ba anh em thì anh Huy là người có công cao nhất. Bây giờ anh thu hẹp địa bàn của anh ấy như vậy, em sợ là lòng người không phục anh ạ. Việc của mày anh cũng đã sắp xếp rồi. Còn chỗ thằng Huy, nó đàn anh của chúng mày, nhưng nó vẫn đang là người non háu đá lắm. Mà có giao cả khu trợ tạm với nó thì với nó vẫn là chưa đủ. Nhưng yên tâm. Dạ vâng. Vô. Việc này mà mày đi nhờ đối thủ giúp, đại ca mày cũng biết chọn lính đấy. Thôi đùa,
Tao với mày từ bé đã cải chuồng tắm mưa rồi. Tuy giờ hai thằng là hai người hai phe, nhưng không sao, tao giúp. Ok. Vậy chuyện này tất cả là nhờ mày. Tao làm mà mày yên tâm, cùng lắm là tao trốn biệt xứ là được cùng gì. Ok. Vô. Chuyện là vậy. Còn đây, anh vẫn muốn mày về quản lý khu sở tạm đấy. Anh ạ. Hay là anh cứ để thằng Hoàng nó quản lý khu sở tạm tiếp đi. Còn em thì... Mẹ thằng Hoàng đang ốm rất nặng. Thằng Hoàng đã xin anh về để những ngày tháng còn lại được chăm sóc bà ấy. Còn mày, thực ra anh biết mày là một thằng có nhiều tham vọng. Anh cũng muốn để mày nhìn ra cái những cái lỗi lầm để sửa sai. Em sai rồi. Em không còn mặt mũi nào để nhận khu sở tạm nữa đâu anh. Mày yên tâm. Mặc dù anh có giao cho mày khu sở tạm đấy, thì anh vẫn dõi theo mày. Anh mong mày sẽ dùng cái năng lực của mày đang có để phát triển công ty, cũng như để bảo vệ bà con. Mày làm được chứ? Em sẽ cố gắng. Còn Giang, mặc dù mày chưa gây thiệt hại đến cho công ty, nhưng lỗi lầm của mày không hề nhỏ. Anh sẽ cho mày cơ hội để mày sửa sai, cũng như dùng năng lực đấy để phát triển khu sở tạm đấy. Mày làm được chứ? Dạ, em biết rồi ạ. Em cảm ơn anh đã tha thứ cho em. Đời này kiếp này, cho dù có làm trâu làm ngựa, em cũng sẽ dốc hết lòng hết sức vì anh, vì công ty. Chào anh em. Vào đi em. Hôm nay em đến để chào tạm biệt mọi người. Thôi, chuyện gì đến đến rồi, chuyện gì qua qua rồi. Anh sẽ mời các em rượu để chúc Hoàng lên đường may mắn. Dạ. Nào, chúng ta cùng nâng ly. Anh em ta đi đến khắp muôn nơi để tìm được anh hào quang, dù gặp bao trong gai khó.